Thưa vị và bạn, tôi giới thiệu một công trình mới hoàn thành trên đắp xi măng Sơn Thủy và Bộ Tư Quý.
Xin mời quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của tôi ngày hôm nay. Và xin nhắn lại số điện thoại liên hệ để vẽ tranh tường, vẽ tranh sơn dầu, treo tường hay là vẽ tranh trang trí quán cà phê, karaoke, khách sạn v.v. Quý vị và các bạn liên hệ số điện thoại là 0842 480 730. Xin nhắn lại số điện thoại là 0842 480 730. Xin cảm ơn.